Nam. Dạ, em chào anh ạ. Em làm xong bản kế hoạch để ngày mai mình làm việc khách hàng nhé. Chiều nay có gì báo cáo anh. Nhưng mà em tưởng cái bản kế hoạch này là ngày mai mình phải trình chứ ạ. Bên khách hàng có lịch đột xuất nên họp với mình sớm hơn. Có khó khăn gì không em? Thật sự là chiều nay thì hơi gấp à. Nhưng mà thôi, em sẽ cố gắng trong chiều nay và trình anh ạ. Tốt lắm, công việc quan trọng, em nhớ đúng giờ cho anh ấy. Dạ, em sẽ cố gắng. Em về làm việc đi. Dạ, em chào anh. Ông Nam, ông biết tin gì chưa? Chuyện gì? Ông Trung phó giám đốc á, với lại ông Xuân trưởng phòng mình á, mới cãi lộn to lắm á. Nghe nói là có bất đồng trong việc hợp tác với bên công ty Aten đó. Nội bộ mà bất đồng vậy á, nhân viên mình khổ. Ê, sao tôi nói gì ông cũng không nghe hết trơn vậy? Hay ông Tráng thông cảm với tôi đi. Chiều nay là tôi phải hoàn thành xong cái bản báo cáo gửi cho sếp mình nè, không mà chết chắc. Bực mình, nói chuyện không thèm nghe gì hết trơn. Nam ơi, chị nhờ em cái này xíu Nam. Có gì không chị? Trưa nay chị đi gặp khách hàng Nhật để bàn hợp đồng á. Có gì em đi theo hỗ trợ chị với, vì lần đầu tiên chị gặp họ. Nhưng mà em còn đang phải làm cái bản kế hoạch để trình sếp trong chiều nay, chứ em không đi được đâu. Thôi, không tốn nhiều thời gian của em đâu, có khó thì chị mới nhờ em chứ. Nhưng mà... Thôi, đừng nhân nhị hết á. Bây giờ chiều nay em đi với chị rồi xong em về em làm. Vậy nha. Dạ. Rồi chị đi ha. Chào mừng quý vị khán giả của chương trình Nhịp cầu Doanh nhân. Kính thưa quý vị, thông qua đoạn video vừa rồi, có lẽ quý vị cũng phần nào hình dung được chủ đề của chuyên mục sổ tay quản trị ngày hôm nay, làm thế nào để nhân viên có thể tập trung làm việc nơi công sở. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Lê Hải Quỳnh, trưởng phòng tiếp thị và quan hệ công chúng Vietnam Works. Từng đảm nhiệm vị trí trưởng phòng nhân sự của công ty Vietnam Works, chị Lê Hải Quỳnh có thâm niên nhiều năm trong lĩnh vực nhân sự và là chuyên gia về thị trường lao động tuyển dụng tại Việt Nam, đã thành công qua nhiều dự án kết nối nhà tuyển dụng và người tìm việc đầy sáng tạo. Câu hỏi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay là không biết trong quan điểm của bà thì đâu là yếu tố quan trọng nhất để giúp cho nhân viên có thể hoàn thành tốt cái công việc của mình, sự cần cù, sự chuyên nghiệp, kiến thức hay là sự tập trung? Hôm nay tôi rất vui được tham gia với chương trình. Thưa chị, tất cả những cái yếu tố mà chị vừa nói đều rất là quan trọng để người đi làm có thể hoàn thành tốt công việc của mình. Đặc biệt hơn cả đó là thái độ đối với công việc. Thái độ tốt sẽ giúp họ tiếp cận vấn đề một cách nhanh chóng và tìm ra cái hướng giải quyết tốt cho công việc của mình. Thêm vào đó thì các bạn nơi công sở cũng nên tìm hiểu cái cách ưu tiên sắp xếp công việc của mình, những việc nào là quan trọng, những việc nào mình cần giải quyết khẩn cấp để mà các bạn có thể làm việc hiệu quả hơn. Tất nhiên là trong cuộc sống hay là trong tất cả các vấn đề thì cái sự tập trung nó trở nên vô cùng là quan trọng. Nhưng mà khi chúng ta đi làm ở công sở thì cũng không tránh khỏi một số tình huống rõ ràng là nhân viên có một cái sự sao nhãng trong công việc. Thì theo kinh nghiệm của bà thì những cái lý do nào là những cái lý do căn bản nhất làm cho nhân viên có cái sự sao nhãng và thiếu tập trung? Thì ngoài những cái yếu tố khách quan như là môi trường làm việc, tôi thấy là cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là cái động lực trong công việc của họ. Nếu như mà thực sự các bạn nhân viên đam mê cái công việc mà họ đang làm thì chắc chắn là họ sẽ tập trung hơn và họ sẽ yêu thích cái công việc của mình. Như vậy thì chắc chắn là cái vai trò của người lãnh đạo ở trong công ty rất là quan trọng. Làm sao để mà khi mà giao việc cho nhân viên thì mình phải cho họ thấy được là công việc này nó trong cái phần đam mê của họ, nó có lợi ích gì đối với họ, để họ có cái động lực, họ tập trung để họ hoàn thành được cái công việc của họ. Hoàn toàn đồng tình với cái ý kiến này, và cũng xin đặt thêm trên một cái góc độ khác nữa là trong công sở thì thường là sẽ có một số thời điểm chúng ta nghỉ giải lao để chúng ta có những cái câu chuyện phím. Đây cũng là một trong những cái lý do, những cái tác nhân gây ra cái sự mất tập trung. Bà nhìn nhận cái vấn đề này như thế nào và có cái cách nào để giải quyết nó hay không? Thông thường thì nhân viên họ hay nói chuyện với nhau hay bàn tán là bởi vì họ bị thiếu thông tin. Tôi có ví dụ là về cái thông tin nội bộ thì mỗi tháng chúng tôi đều có những cái buổi meeting
những cái buổi họp toàn công ty để mà CEO cũng như là lãnh đạo có thể chia sẻ những cái gì mình đang làm, đang thực hiện trong công ty, mình có những cái phát triển gì, hoặc là kể cả khi mình có một cái điều gì đó không hay mình cũng cập nhật cho nhân viên biết và mình đưa ra những cái phương án sắp tới mình sẽ giải quyết như thế nào. Thì như vậy thì mình xây dựng một cái môi trường mà mình trao đổi thông tin thường xuyên và cái văn hóa nó lành mạnh như vậy thì mình tin là những cái chuyện ngồi lê đôi mắt nó sẽ rất là ít và nó sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần của nhân viên. Hết màu xanh rồi hả chị? À chị ơi, em thấy trên mạng á có cái màu đỏ thấy cũng đẹp lắm á. Giá nhiêu vậy chị? Ồ, vậy chị lấy cho em cái màu đỏ đi ha. Dạ, size S nha chị. Rồi, đến công ty giao cho em nha. Gặp Hải nha chị. Rồi, ok. Giao sớm nha chị, năm giờ em về rồi. Dạ, rồi ok, cảm ơn chị nha. Rồi. Hải ơi, ông im lặng một tí cho tôi tập trung làm việc được không? À, xin lỗi ông, tôi quên. Vô ý quá. Thì có sáng giờ bao nhiêu thứ phân tâm không tài nào mà tập trung được. Trễ cái báo cáo này là chắc chết với sếp luôn. À, cũng có một số tình huống đó, nó cũng là công việc thôi nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến sự tập trung. Ví dụ như là mình được giao những cái việc ngoài cái phạm vi của mình nè, rồi đồng nghiệp nhờ, rồi cấp trên nhờ, những cái công việc khác nó làm cho mình thiếu cái sự tập trung vào cái công việc chính. Cho nên là đây cũng là một trong những lý do dẫn đến cái việc không tập trung. Và khi nó xảy ra như vậy thì mình có nên cảnh báo ở một cái mức độ nào đó để có thể giải quyết được nó không? Thì mình có những cái cách xử lý khác nhau. Một là mình có thể thứ nhất, nếu như mình thấy cái công việc đó nó không nằm trong cái khả năng của mình, mình nên thảo luận trực tiếp với lại cấp trên của mình. Mình xin những cái lời khuyên để mà giúp mình có thể giải quyết tốt được cái công việc đó. Đồng thời là mình cho biết sếp biết những cái công việc mình đang làm và có thể mình không thể nào hoàn tất tất cả được. Đối với các bạn đồng nghiệp thì chắc chắn là teamwork là một cái việc rất là quan trọng, nên thỉnh thoảng mình cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng trong những cái lúc mà mình đang rất là bận và không thể giúp được thì mình cũng chia sẻ thẳng thắn với đồng nghiệp và ngày mai hoặc là một cái thời giờ khác mình sẽ giúp, mà mình sẽ quay lại mình giúp với đồng nghiệp của mình cho những cái công việc đó. Và tôi tin rằng là cho dù công việc đó có phải là công việc chính của mình hay không thì khi mà làm va chạm với những công việc khác nhau thì dù sao cũng giúp cho nhân viên học hỏi và phát triển được những cái kỹ năng khác nhau. Cho nên là hãy, khi mà bạn đã nhận một cái công việc nào đó thì hãy cố gắng thực hiện nó cho thật là tốt. Một trong những biện pháp mà các công ty hiện nay họ áp dụng để mà nhân viên có thể tập trung hơn thì người ta nói rằng thay vì tới công sở thì các bạn có thể làm việc ở nhà. Các bạn có thể chọn một cái không gian cà phê nào đó và đối với các bạn là nó đủ yên tĩnh để bạn có thể tập trung. Trong quan điểm của bà thì bà nghĩ sao về vấn đề này? Thật ra thì cái xu hướng này nó cũng rất là hay và tôi nghĩ là xu hướng nó phù hợp với những cái công việc mà mang cái tính chất là sáng tạo. Những cái công ty đó thường là những công ty nhỏ, họ chưa có cần nhân viên phải làm việc nhiều với các phòng ban khác nhau. Còn đối với lại những công ty đã phát triển, làm việc mặt đối mặt là cách làm việc tốt nhất và hiệu quả nhất thay qua chỉ là email hay là điện thoại. Chúng tôi vẫn mong muốn là nhân viên có được cái môi trường làm việc tốt và teamwork với nhau một cách hiệu quả. Theo kinh nghiệm của bà thì làm thế nào để nhân viên có thể sắp xếp các công việc theo thứ tự, trật tự ưu tiên một cách khoa học và hợp lý nhất? Có một cái cuốn sách mà mình rất là thích, đó là cái cuốn Eat That Frog, làm việc hiệu quả của tác giả Brian Tracy. Trước khi mình bắt đầu làm việc thì mình sẽ liệt kê ra tất cả những cái công việc quan trọng cần làm và mình nên chọn cái công việc mà khó nhất, cái công việc khó nhất và quan trọng nhất và mình làm trước. Khi mà mình cứ liệt kê hết ra, các bạn cứ liệt kê hết ra 10 việc hoặc 15 việc gì đó và nó sẽ nên chia ra theo từng mục. Những mục là các bạn phải làm ngay, những mục là mình cần thời gian research thêm và có những mục là nó không có quan trọng thì nó thuộc là low priority thì mình có thể gạch bỏ. Hãy thẳng tay gạch bỏ để mình có thể tập trung làm những cái công việc quan trọng nhất. Xin cảm ơn bà vì những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Kính thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên mục tiếp theo.